đâu rồi. Đây cho mọi người coi cách vận chuyển bãi đạo ra nghề mộc. Đấy không? Chở một lần này chở đống mấy cây tự thờ thôi. Đấy. Ê, chào mọi người nha, thì hôm nay Mộc sẽ cho mọi người coi ở làng nghề đó là như thế nào nha. Mộc đang đứng trên đường rạy chơi một chút cho mọi người. Tại vì bên mấy anh thợ Mộc, anh đang vận chuyển hàng á, Mộc đã đứng ở trên đường rạy. Cái đường rạy ở khu Mộc nó có cái đường rạy nó chạy qua á, nó rất là đẹp. Mọi người thấy không, ở khu làng nghề Mộc hay phơi gỗ kiểu này nè. Đấy, làng nghề xét nhau, mọi người thấy không, nghề này làm gỗ à, ngày bên này cũng làm gỗ à. Mộc sẽ quay cho mọi người coi nha. Nói chung là làng nghề thì khu làng nghề Mộc thì nó chỉ là các hộ gia đình nhỏ nhỏ làm thôi. Nó cũng có các xưởng công ty lớn làm, nhưng mà đa phần là các hộ nhỏ lẻ làm thôi, chứ nó cũng không có xí nghiệp lớn nhiều đâu. Cũng có nhưng mà ít lắm. Thường người ta làm xí nghiệp lớn thì người ta làm đồ gỗ xuất khẩu là nhiều. Còn mấy cái đồ gỗ mà gia dụng trong gia đình ấy thì thường là các hộ nhỏ nhỏ làm. Ngày đây Mộc sẽ cho mọi người coi nhé. Đây mọi người thấy đối diện không? Đấy, ở bên này là các bãi cây à. Đó. Cây đường rày. Hồi nhỏ mà cũng hay chạy ra chỗ mấy khu đường rày rồi nọ đi hà táo rừng ấy mọi người. Đó, hồi nhỏ hay đi ra mấy khúc mà chơi á. Đấy, bên này là nghề. Bên này người ta làm bàn thờ thần tài. Đó, mấy hộ khác xác nhau người ta làm. Đó. Này. Đó. Còn bên đây là bên đó, bên mấy anh thợ Mộc đang chở thịt thờ. Đó kia là anh Điệp, anh làm thịt thờ cho Mộc á. Đây là bên xưởng làm thịt thờ của Mộc. Đó. Bên này thì người ta cũng đang làm bàn thờ thần tài. Đấy, để cho mọi người coi sơ sơ. Người ta phơi vén. Đấy, làm bàn thờ thần tài. Để cho mọi người coi. Đấy, mấy bàn thờ thần tài một hay cho mọi người coi á. Đấy. Đấy, bàn thờ thần tài trang thờ rồi đó. Nói chung là mấy cái xưởng mà làm bàn thờ thần tài rồi nọ gì ở chỗ khu Mộc thì nhiều lắm. Ở dưới này mọi người cứ đi dọc con chỗ này ấy, thì nó còn nhiều xưởng với nhiều xưởng nhỏ ấy, kiểu vậy, rất là nhiều. Đó, nếu mà mấy cái đồ mà theo kiểu như đồ nhỏ này ấy, ở khu làng nghề Mộc và trong vòng bán kính là khoảng cỡ 4 cây rưỡi đến 6 cây ấy, thì chắc mấy chục ngàn hộ á, làm những cái kiểu như đồ gỗ liên quan tới những cái này. Đấy, bên này người ta cũng làm đồ gỗ này, thấy không? Đấy, cái này là chỉ là một khúc nhỏ của khu làng nghề thôi nha mọi người nha. Còn chứ khu này thì nó cũng rộng lắm. Đi xuống dưới tút mũi kia xong rồi đi vào vòng rồi sau này nó cũng lại có nhiều cái xưởng khác làm nữa. Nhiều lắm. Đấy, làng nghề nó là như vậy mọi người. Bên sản xuất riêng nha mọi người nha, bên sản xuất cái này là mình làm sản phẩm thô riêng, còn bên xưởng sơn riêng nữa. Đó. Đấy, còn đây đang chở thịt thò đi, đây là anh chị Cường. Đấy, anh chị Cường thì chuyên gia chở hàng cho Mộc. Đấy, thịt thò. Mấy cái tủ thờ này là tủ thờ có đoạn nem phi á, bụng quệ đó, đình đáy thao leo đó. Nếu mọi người coi, mọi người tham khảo và thử mấy tủ thờ này với Mộc nè. Đó, mua tận xưởng này nghề nên như Mộc hay nói là mấy tủ này khu làng nghề Mộc nếu mà làm đúng ấy thì hàng chất lượng với cả nữa là giá nó cũng mềm lắm. Bê đi chị Cường, cứ bê đi. Đấy,
cái tủ thờ này là em mấy tủ thờ này bên Mộc Tân Chợ đi à. Đấy. Tủ thờ này nếu mà chạm tam đa phúc lộc thọ như thế này mọi người. Đó thì nó là 16.500 một tủ. Tủ này tháo lắp đưa lên trên lầu cao nhé mọi người nha. Đó, còn nếu mà loại trơn như thế này à thì là 15.900. Đấy, có đỏ nham phi đình đáy là gỗ thao lao. Mấy tủ thờ này thì mọi người sử dụng 70-80 năm là bình thường. Đấy, bởi vì sao mà Mộc hay nói vậy? Bởi vì Mộc làm đúng gỗ mọi người. Nếu mà cái gỗ thao lao á, rồi cho mọi người coi gỗ thao lao à. Cái gỗ thao lao này bình thường mọi người sử dụng 70-80 năm là bình thường rồi. Đấy, còn cái gỗ đỏ nham phi nó tốt hơn gỗ thao lao nữa nên nó xài bền lắm. Bởi vì Mộc làm không có pha gỗ thao lao á. Đấy mọi người thấy là làm lên theo lô à. Lô này Mộc lên là lên 10 cây tủ. Đấy. Chứ mình không có làm 1-2 cây mọi người nhé. Thì Mộc làm là Mộc làm số lượng nó nhiều lắm. Đấy, làng nghề nó là như vậy nhé mọi người nhé.